Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ các bạn nha. Đó thì hôm nay đội Trẻ Châu hôm nay rất là mưa gió và ảnh hưởng bão từ Trung Quốc hay là Quảng Ninh thì mình cũng không nhớ rõ. Nhưng mà đặc biệt là hôm nay là mưa rất là to nên mình phải nói to anh em ạ. Bởi vì là những cái tiếng tôn này nó đã lấp đi tiếng của mình rồi. Và hôm nay thì đội này đến đã bảo với mình là ra một thử thách đi. Ra một thử thách với những cái cây tre này. Thì đấy, bây giờ nó đã ôm sẵn vào rồi kìa. Đấy, thằng này nó ôm sẵn vào rồi. Đó, thì hôm nay là các em muốn làm con diều gì? Cái diều đéo nào em chỉ làm được. Diều mẹ con anh ra. Làm quả diều đuôi cá đi anh nhỉ. Diều cá biển được không anh ơi? Làm quả diều thử luôn anh. Các bố lại chọn quả diều dễ để các bố dễ ăn tiền đấy nha nhá. Đấy, tôi không chiều theo ý các ông đâu. Ok anh em ơi, hôm nay mình sẽ thử thách đội này làm một con diều với bằng tre anh em nhá. Và con diều này cũng khá khó bởi vì con diều này mình nhìn cái bộ khung này ước tính nó phải 2,5 m 3 m đây anh em ạ. Ok anh em nhá, thì bây giờ mình sẽ ra một cái loại diều, đó là diều đại trà. Rén rén rén. Diều đéo gì mà khó thế nhỉ? Anh dài chứ khó thế, mưa bão này. Em thấy không khá thi. Mẹ thế, kiếm tiền thế đéo nào được. Anh dài, suy nghĩ là anh dài. Ok anh em ơi, thì đội này gọi là rén diều đại trà anh em ạ. Bởi vì con diều đại trà to thế rất là khó anh em nhá. Nhưng mình ra quyết định là quyết định anh em nhá. Còn nếu anh em làm con diều đại trà này mà lên được, nhận ngay 900.000. 900.000 nó vẫn chê anh em ạ. 1 triệu luôn. Mẹ ảo tuần đây. Cầm mẹ mày. Ok anh em ơi, bây giờ không chần chừ gì nữa, vào bắt đầu công việc thôi. Anh em, nói chung là đội Trẻ Châu này chỉ cần tiền thôi anh em ạ. Còn chiều nào bọn nó cũng làm được anh em ạ. Chỉ giả vờ rén tí để mình tăng tiền thế thôi. Ok anh em nhá, bắt đầu. Ok các bạn ơi, thì đội Trẻ Châu đã vót xong một bộ khung diều đại trà anh em nhá. Đó, thì đây là chiếc khung đầu tiên này, anh em nhìn này, trông cũng khá là đẹp đấy anh em ơi. Đây là khung thứ hai này. Ui, khung thứ hai này còn đẹp hơn khung thứ nhất anh em ạ. Chắc là do hai người vót khác nhau anh em nhá. Và đây là chiếc khung cái mình đã bỏ ra 20.000 để mua cái khung cái này anh em ạ. Đấy, anh em nhìn cái này bằng trúc à, cây trúc đó. Và đây là đuôi. Đuôi thì khi mà bằng luồng ấy thì các em rất là khó uốn, bởi vì là luồng nó không như tre, nó sẽ bị gãy anh em nhá. Thì anh em đã thay thế bằng cáp quang anh em ạ. Đó, thì ở đây có tất cả những cái dụng cụ rồi. Và bây giờ các em sẽ là bước lên khung. Và bây giờ trời cũng đã tạnh ráo rồi anh em nhá. Thì gió lên rồi á. Chờ diều bọn em lên. Đấy, thì ok các bạn ơi, thì bây giờ các em sẽ vào lên khung luôn em ơi, sẵn sàng chưa? We'll be right back.
Ok anh em ơi, thì đội Trà Châu đã hoàn thiện xong con diều đại trà bằng tre anh em nhá. Đó, thì đây. Đó, thì các em đã làm khá là xuất sắc. Nhưng mà mình cảm thấy là cái đuôi nó hơi to anh em ạ. Và dưới dây này buộc thì lệch này anh em này. Cái này thì bên trên, cái này bên dưới. Đó, thì nói chung là các em chưa có kinh nghiệm làm diều tre cho lắm. Nhưng mà để mà làm lên một con diều này thì các em đã quá xuất sắc rồi anh em nhá. Đấy, và khung thì mình thấy là các em đã tiến bộ hơn rất là nhiều. Các em vót này, anh em nhìn này, từ bé lên to này. Đấy, và cũng biết là để giữa kia cho nó cứng để đeo sáo anh em nhá. Đó, và khung cái thì hôm nay là nét rồi, nét này nét luôn. Đó. Đấy, bây giờ thì sẽ đến lúc là các em sẽ đi dán keo con chó anh em nhá. Thì mình đã chuẩn bị ni lông ra đây rồi anh em ạ. Ni lông rồi là keo con chó. Đó, kéo này. Đấy. Và bây giờ các em sẽ đi dán thôi anh em ơi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Let's go. Các em đã cắt ni lông ra rồi và các em ướm thử vào diều em ơi. Em ướm thử vào diều xem có vừa không em ơi. Đoạn này to anh em ơi, làm nhanh lên để trưa nay còn lên video nào. Lên lên lên. Đặt vào em ơi, đặt vào em ơi. Đó. Đó, ok các bạn ơi. Thì ni lông thì mình đã mua cực kỳ là thoải mái cho các em gọi làm diều luôn. Đó, khâu được cả trên lẫn đuôi luôn anh em nhá. Đấy, khâu được cả trên lẫn đuôi. Và các em đã có rất nhiều kinh nghiệm và các em đã chốt hai đầu cánh này để cho giữa nó căng lên này. Chốt vào em ơi, chốt vào em ơi, đó. Thì mình hy vọng là con này sẽ lên anh em nhá. Đấy, và các em đã buộc luôn cái chỗ sáo này rồi anh em ơi. Đấy, các em đã buộc luôn cái chỗ chằng sáo này rồi anh em nhá. Đấy, nét này nét luôn. Trời ơi, tuyệt vời anh em ơi. Anh em ơi, thì đội Trà Châu đã hoàn thiện xong toàn bộ tất cả con diều này rồi anh em ơi. Anh em có thể chiêm ngưỡng lại này, nó không được đẹp cho lắm nhưng mà nó cũng lên một hình diều đại trà anh em nhá. Và con diều này đã cân một bộ sáo đẩu anh em ơi. Đây cho anh em xem bộ sáo này. Xời, nét này nét luôn. Và mình cảm thấy rất là kết con diều này anh em nhá. Đấy, con diều này mà lên như đã hứa thì mình sẽ dành tặng 1 triệu cho đội Trà Châu anh em ơi. Và hôm nay có một chiếc guồng gọi là cổ đại anh em ạ. Chiếc guồng này bằng tre anh em nhá. Chiếc guồng này được các cụ ngày xưa làm bằng tre anh em ơi. Nhìn nó rất khá là độc đáo anh em ạ. Đó, thì ông mình đã lấy cuộn dây này của ông mình anh em nhá. Đó, thì các em ơi, bây giờ còn chần chừ gì nữa các em ơi. Đi đầm thôi các em ơi. Ok anh em ơi, chiều các em tí thôi, bây giờ anh em mình sẽ đi ra ngoài đồng đâm luôn anh em ơi. Và con diều đại trà chuẩn bị cất cánh anh em nhá. Mình rất tò mò là con này liệu có lên hay không. Đấy, và Hoàng Anh đã phải đi tít xuống lên trên kia rồi anh em nhá, để đâm con đại trà này. Và bây giờ đến tận bây giờ quay mình vẫn không hiểu sao các em lại không khâu vào chỗ này.
Mình không hiểu luôn anh em ơi. Đây chỗ keo này này. Đấy. Keo này nó không dính vào đây luôn. Ok anh em ơi. Bao giờ Hoàng Anh đi xa tầm được gọi là 50 km thì bắt đầu đâm anh em nhá. Đấy. Và bộ sáo này kêu con diều đại trà này mình không biết kêu thế nào. Và mình cũng không biết là con diều đại trà này liệu rằng là nó có lên hay không anh em ạ. Nếu mà lên được thì nó rất là nặng. Một mình Hoàng Anh không thể chiến đấu nổi. Và một em sẽ phải chạy lên phụ nó đi em. Chạy em ơi. Lên phụ nó. Đó. Đâm em ơi. Đâm đi, đâm đi. Kệ nó, cứ đâm đi. Vào. Cứ đâm đi em, nó láo lên mà. Đâu. Ui hồi hộp quá anh em ơi, bọn này nó cứ câu giờ anh em ơi. Đâu. Đâu. Lên. Anh em ơi, hóng quá anh em ạ, đội này nó cứ gọi là câu giờ. Ui. Lên luôn. Rất là hiền luôn anh em ơi, tuyệt vời. Anh ơi, quả này anh mất tiền rồi. Ôi giời ơi, em ơi, diều nó cứ lên thì anh mất tiền cũng được em ơi. Anh em ơi, con diều này màu trắng anh em nhá, nên là rất khó nhìn. Lên luôn anh em ạ, tuyệt vời, tuyệt phẩm luôn. Đấy, mình không ngờ là tài năng của các em nó lại gọi là bây giờ nó lại thượng thừa như thế. Đâm vát không cần biết, lên luôn anh em ạ. Và con diều đại trà này đặc biệt là rất là hiền luôn. Úi giời ơi, lên quá, mỹ mãn luôn anh em ơi. Mỹ mãn luôn anh em ơi. Em ơi. Mọi người nhớ đăng ký kênh cho anh Thuận nhá. Anh Thuận con vlog chuyên diều đại trà nhá anh em. Ui được quá em ơi. Anh em nhà mình ơi, con diều này quá là lên luôn. Đâm một phát, một gió lên luôn. Một phát lên luôn, không cần phải bàn. Nghèo dữ anh em nhá. Sời. Mình không ngờ là đội Trà Châu của mình lại có một cái kỹ năng nó thượng thừa như vậy. Bây giờ thì các em quá tài năng rồi anh em ơi. Ui đang đi trên đường thì mình nhặt được một con diều anh em ơi. Dẫm. Đó. Này anh em ơi, rất là cất luôn anh em nhá. Đấy, anh em có thể nhìn thấy không? Dây đang phóng rồi anh ạ. Và thực sự với các bạn là con diều này nó rất là lên và nó không nghịch như những con diều khác. Bởi vì anh em làm cái độ mềm nó có anh em ạ. Đó. Anh em ơi, hiện tại thì hôm nay gió không được to và các em đang kéo diều về anh em nhá. Đấy, thực sự mình cầm máy quay mình cũng không biết là. Ôi, các bạn có nhìn thấy không? Kìa. Gấp rồi anh em ơi, kìa. Kéo về, kéo nhanh. Ui giời em ơi. Con diều nó lên như thế này mà em kéo như thế em. Trời ơi. Anh em nhà mình ơi. Kìa, nó rơi dưới ruộng rồi kìa anh em ơi. Con này thì lên rồi nhưng mà do là em không biết kéo anh em nhá. Nó đã bị gấp xuống ruộng rồi anh em ơi. Con này lên xuất sắc mỹ mãn rồi anh em ơi. Chỉ tại là gió không được to anh em nhá. Đấy. Và em Hoàng Anh đang ra lấy diều. Mình rất là tiếc khi lần đầu tiên bay nó đã bị rơi xuống ruộng. Đó. Ui, em ấy dương. Ui. Kéo về, tặt tay em ơi. Tặt tay. Tặt tay em ơi. Ôi. Tặt tay em ơi. Tặt tay. Wow. Xem có tặt tay được không? Con này thì nó cũng khá là trao hai bên và khá nghịch anh em ạ. Tặt tay luôn anh em ơi, tặt tay luôn. Cũng khá là hiền thôi bởi vì hôm nay không có gió. Trời ơi, tặt tay luôn anh em ơi. Tuyệt vời anh em nhà mình ơi. Tuyệt vời anh em ơi, siêu phẩm. Quá là ok luôn anh em ơi. Con này nhìn anh em này. Chẳng qua là anh em gọi là dán nó hơi bị rầm rầm một tí thôi nhưng mà nó lên đét đẹp luôn. Mình không ngờ là các em bây giờ các em lại tài năng như thế. Em có suy nghĩ gì về sau khi thấy con diều này lên em? Em cảm thấy vui nhưng mà ngã đầu lắm mày. Đâu em? Ui ôi, anh em ơi nhìn này. Anh em nhìn này, thằng em này ngã. Ok anh em ơi, con diều này đã lên xuất sắc mỹ mãn rồi anh em nhá. Ok anh em ơi thì không cần phải nói quá nhiều về tài năng nữa. Đội Trà Châu này bây giờ kinh nghiệm của nó thượng thừa rồi anh em ạ. Thế cho nên là bây giờ mình không dám thách thức mạnh nữa anh em ơi. Đó thì hôm nay con diều này đã lên xuất sắc mỹ mãn rồi. Như ở đầu video thì
khi mà hoàn thành con này mà lên thì mình sẽ tặng giải thưởng cho 1 triệu. Nhưng mà hiện tại thì túi mình không còn cầm tiền, bởi vì là sáng nay vợ mình đã cầm hết rồi anh em nhá. Anh em thông cảm. Ngày mai anh sẽ đưa 1 triệu cho các em. Quá, các em cũng biết rồi đấy, bây giờ anh vợ con rồi, nó không được gọi là thoải mái như ngày xưa nữa. Bây giờ anh làm ra tiền nhưng mà có được cầm tiền đâu em. À, chính tỏ là anh thật sợ vợ. Ê này, không phải đâu anh em nhá, mày nói gì nói khe khẽ thôi. Ok các bạn ơi, thì nói chung là các em cũng biết cái vấn đề sáng nay rồi. Khi mà đang làm diều thì vợ mình có xuống lấy hết tiền anh em nhá. Thì ngày mai mình sẽ dành giải thưởng này cho các em một cách xứng đáng luôn. Tối nay mình về mình trộm của vợ anh em nhá. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Và đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh để mình sớm đạt 50k đăng ký anh em nhá. Và bây giờ tiếng vượt qua mê lúc, thách thức mọi lần yêu. Bye bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.